Đang ở Nha Trang cả nhà. Đang ở nhà cả nhà. Giờ mình đang ở nhà của mình, về cũng mấy ngày rồi mà mình chưa có quay nhà của mình cho mọi người xem. Nhà của mình là hiện nay mình ở chung cư, mình ở CT3. Giờ này cũng 10 giờ mấy nè, hơi vắng cả nhà. Giờ này ngủ chưa? Thì nhà mình cho thuê từ mua lúc hồi Tết á, thì tháng hai tây á, mình cho thuê luôn tới giờ là cuối tháng 7 mình mới lấy lại á, cho nên nhà mình có một toilet thôi. Thì nhà mình có bồn tắm đứng, nên mấy khi bồn tắm là cầu tắm đó đứng, toilet đứng á, nhà mình có đứng vô. Thì nhà mình cái phòng khách thật là rộng cái nhà, nhưng mà nó không có cái ban công, nó dở cái là nó không có ban công. Sao mấy mét vuông mình không có ban công chứ, bảy ở đây là bảy mấy mét vuông nó mới có ban công cả nhà. Ở đây nó có hai phòng. Mình về mấy ngày nay thì mình mới sắm sửa, mới mua chén thêm, dĩa thêm để dành nồi cơm thêm, để dành nấu ăn. Còn cái bếp này với cái nồi này là mình mang về, với cái này, cái tô này, cái chén này mình mang về. Đây là cái dĩa là mua ở siêu thị bên đường, với mua thêm cái thớt. Cái ly này cũng mang về nè, mình mang về hai cái ly với cái này nè, với cây quạt gió. Quạt gió này mang từ Singapore về nè. Về cái mình mua cái ổ cắm, ổ cắm của Singapore thì nó có ba chui nè, cho mọi người xem nè, nó có ba chui nè. Xong mình phải đi mua thêm cái ổ điện ở Việt Nam thì nó có hai chui. Cái dây nảnh cho dùng tiền là chưa sử dụng lẹn là cái tông này gì xin là chưa xuống Singapore tay hồi lại rồi mã phản hơi cái tiền mã phản nè, cho nên mình đi mua thêm cái chui. Ở nhà giờ còn có cây quạt gió phải mang về, không mang về thì ở đây mua cái gì cũng mua cả nhà. Quạt gió ở đây cái này nó không ồn nè, quạt gió ở Việt Nam mình nó hơi ồn, quạt gió này nó không ồn, mình thích cái nó không ồn không. Đây giờ này 10 giờ mấy này, cho nên đây nó hơi vắng, chứ buổi chiều vui lắm. Buổi chiều khoảng 7-8 giờ, 8 giờ mấy tối là còn vui. Dưới đó giờ này ngủ hết rồi. Bên phía bên đó có tiền mầm non kia nè, giờ mình đẹp rồi. Phía bên nhà mình thì họ có cái ban công, ở đây kỹ cái nhà trên cao để đèn chớp chớp để cho máy bay nó thấy cả nhà. Bình thường mình đêm nó máy bay nó không thấy. Thì nhà mình cái phòng có cửa, có hai cánh cửa, này cánh cửa mở cho nó thoáng cái nhà, nó không nóng. Ở đây mình ở phía trong này nó hơi khuất gió một chút. Thì nhà mình nó có tủ sẵn như nè, có tủ sẵn như nè. Nhà này có sổ hồng, mình hôm nay mình đi về mình làm sổ hồng cả nhà, cho nên mấy cái lặt vặt này là sữa ông thọ này, năm rồi mình về mình dư mình bỏ trên tủ, để phía tủ phía trên đó.
Mà mấy cái này thì mình mua, hôm nay mình mua nè, mua sa tế, mua chao, mua nước mắm, mua nước mắm chai nhỏ, lần trước mình mua chai bự ăn hết thì mình bỏ. Này, nêm, rau củ, ở đây rau rẻ lắm mà cái gì, ở đây giá một bọc gì có 4 đô mấy, có 4 đô 7 mấy, còn rau gì hả, có mấy ngàn, 10 mấy ngàn, còn rau này á, đóng rau luôn, mua để rề cả nhà, một cái mấy ngàn, ở Việt Nam ăn đồ tươi ngon lắm. Ở bên Singapore ăn đồ xuất nhập khẩu, nhập cảnh qua mắc lắm cả nhà. Đây là cái dĩa xoài mà mình ăn dĩa xoài, xoài này ngon lắm, xoài này xoài cắt chua, xoài này là mình cắt cái trái này nè, đây là xoài cắt chua cả nhà. Ngon lắm này, mời cho chú anh chị và các bạn ăn nhé. Xoài ngon lắm. Mình mua cái nĩa này ở Singapore về nữa cả nhà. Cái nĩa này 5 đô xin. Xin mời. Xin ta chết sự mango. Với lá này mango. Nĩa đẹp. Cái dĩa 65 ngàn. Dĩa này mua này. Này ngọt lắm, ngọt lắm. Với cái còng viền dạ thấy à. Mình định mua sofa mà chưa đi mua nữa. Mấy ngày nay mệt quá ngủ tới trưa rồi, hồi chiều đi làm giấy á, đi làm sổ hồng có chạy đi mua 2 cái ghế. Mình có cái bàn sẵn, cái bàn này đặt rồi năm rồi, mua nhà ở với Mường Thanh Biển Chiều á, cái mình mua cái bàn này với cái bàn này không à, không có mua ghế. Xong bây giờ mình mua 2 cái ghế này hết 1,7 triệu. Hồi chiều đi mua một cái này 900, cái này 800. Nó không có cái quai, nó không có cái tay hai bên á, nó không có tay cầm hai bên thì nó có cái đó có 800. Còn cái này là mẹ 900. 2 cái 1,7 triệu. Để vài bữa đi mua sofa. Mình định đi mua sofa với mua thêm cái tủ mini, tủ lạnh mini, rồi thêm một cái máy lạnh mà mình chưa có xài nữa. Mình nghĩ là chắc mình không biết có mua không, phải tính lại, tính lại coi coi có mua không cả nhà. Tại vì về bển đi phải đi làm, mà ở đây đến hết 2 tuần lễ là phải chạy về bển đi làm, không đi làm đó là bị đi phạt tiền. Tại công ty nó cho mình nghỉ có 1 tuần rồi, mà mình xin nghỉ 2 tuần á, đi về làm á là phải trừ bù lại 1 tuần nghỉ 2 ngày, mà giờ thành 1 tuần nghỉ có 1 ngày cả nhà. Thì ở đây thì mình đi làm á, ở Việt Nam chứ, ở Singapore chứ, ở Singapore đi làm á, đi về đấy khó ăn tiền lương mà. Mọi người cũng biết là đi ai mà đi nước ngoài mọi người mới biết là nước ngoài nó như thế nào, nó khó như thế nào. Nè, trong tủ này để giặt lặt vặt hôm nay. Hồi chiều mình đi mua, hồi chiều đi mua mì gói, mì chén, mì bún, một chiên để mua chiếc chiên gì chiên á, một chiếc chiên mình mua chiên mình nấu ăn ra ngoài ăn với khác, ăn hoài với mấy món không gán tiền mà gán đồ ăn. Bây giờ thấy bún
Đây là bánh xèo, ngày mai chiên bánh xèo á. Bật còn đây là phần da bánh cuộn bánh đa nè. Đó, mua đủ hết chưa? Mua cái gì nè? Mua thêm gì nữa chứ? Nhiều chứ năm bên nè. Mấy lần mua về ăn không hết em bỏ ở ngoài cho người ta ăn. Cho ai mà lấy người ta lấy người ta ăn chứ. Nhiều khi mình giục bỏ trong thùng rác thì tội cả nhà. Cho nên mỗi khi mà mình đi Việt Nam về dư dư á là mình mang ra mình bỏ để ngoài cho người ta họ ăn. Và chiều mua đồ ăn về chiên dưới kho. Còn đây là thịt hầm. Bữa nay nó nấu đồ cúng. Cúng trong nhà ông cửa, cúng ba mẹ mình người trong nhà ông cửa luôn. Bữa nay có nấu thịt hầm với nó canh chua. À, canh chua thì nó hết rồi. Mình để canh chua cá để chung với thịt hầm luôn. Thì đó, nhà mình thì có nhiêu đó. Thì có gọn lại có xăm mấy mét vuông nè các nhà. Trên đây nè, nó có cái đồ quay. Quay lên cao. Quay lên cao luôn. Mấy ngày nay mình không có quay cao, mình để dưới thấp. À, thấy không? Cao nhầm không? Mình cần thì mình kéo xuống, mình quay xuống. Trên đây nó không có máy giặt. Hôm bữa người ta thuê nhà, người ta mang đi. Mình cho thuê nhà từ hồi tháng 2, tháng 1. Người ta vô tháng 1. Nhà mình về mình mua thì tháng 2. Cho nên á, lấy từ tháng 2 cho đến tháng 7 cũng được mấy tháng trời, được 4-5 tháng. Lấy tiền lương cũng được 4-5 tháng. 5 tháng là mình xài được 4 tháng, còn tháng trừ là tiền cọc đó cả nhà. Ở nhà thấy rau tươi không? Rau xay, hành phía nhi. Cái gì là anh xay, hành phía nhi. Mình đâu có tỏi đâu đó cả nhà. Và chiều cái bếp này nó rối lắm. Xong rối đành à, cái mình sửa soạn lại cho này đẹp đẽ. Còn đây là nấm. Nấm này đi là mai nấu cháo à. Hoặc là nấu hủ tiếu à. Hủ tiếu phải đi mua thịt, mua gà. Nấu mới ngon. Thì để ngày mai coi con này là lá giang rồi cả nhà. Lá giang hình như là một cụ có 11.000 hay gì quên rồi. Cái này có mấy ngàn thôi. Ngon nha. Tươi ngon ra. Thì nhà mình mới gọn băng nè. Phòng này không ai ở, đợi con mình nó đi về mình mới mua niệm. Cái niệm có 2.7 rồi cả nhà. Ê, chuối. Chú sáp đi mấy ngày mình không ăn. Còn chú sáp nó đang thùi. Thì ở đây mình có nước mía nè. Còn đây phim pha cà phê. Mà giờ là chưa có, không có uống cà phê. Để ngày mai sáng mình uống cà phê mà. Quay clip cho mọi người xem uống cà phê. Để đi mua nước đá. Nhà mình giờ nó không có tủ lạnh. Để định đi mua tủ lạnh mini. Nhỏ nhỏ vậy đó. Về đi dần làm nước đá uống. Cho nên rồi mình đi mình tắt điện chứ sao vậy. Thì nhà này mua 1.5 tỷ nha cả nhà. Cái giá nhà của mình là 1.5 tỷ. Xong rồi mình không có sửa sang gì hết, tất cả đồ đạc người ta làm mới hết cho mình. Cái này là người ta làm sẵn hết rồi. Như cái mảng kiến này nè, hồi xưa là bức tường đó cả nhà. Bức tường cái chủ nhà mới á, mới kêu người lại ra cắt ra, cắt bức tường ra rồi làm kiến, làm mảng kiến. Thành ra hồi xưa em mua cái nhà này có 1.2 tỷ à, đi sửa sang rồi nó hết. Thì cuối cùng lại bán
cho mình đó thì thành 1,49 tỷ, nhưng mà trừ lại 58 triệu để làm sổ hồng nữa cả nhà. Xin mời mọi người uống nước mía. Cái sự can chế suy sugarcane, mình chỉ là sugarcane juice. Này pha nước đá vô này chứ thôi nó ngọt lắm cả nhà. Ở dưới đường á giờ này còn bán quán hay định chút nó đi xuống dưới đường mua nước đá lên để trong cái fit để sáng mình pha cà phê uống. Mình mua cái bộ dụng cụ này ở ở Singapore này, còn cái này phim này mua của Việt Nam nhiều năm trước này, còn cái này nè để sữa bò, còn cái này là phim pha cà phê luôn nè, hoặc là pha trà uống cũng được, để trà để cà phê cũng được hết, tiện lắm cả nhà. Còn đây là pha trà nè, nó vậy đây cả nhà. Giờ thì mình mua nhà cũ hồi xưa thì mình bán, khi mình bán mình tặng hết, chơi mình tặng hết, cho nên bây giờ xài cái gì cũng tự mua hết, thì phải mua hết chứ không có mà mình không mua thì không có đồ xài, tại hồi xưa mình tặng hết trơn rồi. Giờ mua nhà này lại thì mình thấy sắm sửa lại. Mình mua cái camera đó đó, triệu bảy đó. Còn cái này thì lúc mà làm khi vừa người ta gắn wifi á, tốn 3 triệu bạc. Bây giờ đợi ngày mai mình chưa người này đóng hay không, mình phải đóng tiền thêm 1,7 triệu nữa, 1,5 triệu gì nữa, 7,5 triệu gì nữa, thì mình có mới có wifi xài. Chứ giờ nó không có wifi xài cái này. Em là mọi người ạ, xoay xem là cà phê chân nguyên. Cà phê Giang Sơn. Mình yêu cà phê Trung Nguyên lắm nha mọi người. Đi đâu mình cũng uống cà phê Trung Nguyên. Và Singapore cũng uống Trung Nguyên, mà ở đây cũng uống Trung Nguyên. Trung Thành với Trung Nguyên. Mà hai vợ chồng giờ tách đôi ra tội nghiệp. Tội nghiệp quá. Làm nên sự nghiệp mà gia đình tan nát.
ông Nguyễn Bủ, Võ Nguyên Vũ hay gì, Nguyễn hay gì, Võ Nguyễn Thành Vũ hay gì. Cái ông Trung Nguyên này là ông tên tên Vũ. Vợ thì tên Việt Thả gì, dạ cái gì, dạ Thảo gì. Mà gia đình làm được nên sự nghiệp, bây giờ gia đình tan nát hết, thương quá à. Mình thấy tội nghiệp, mình ủng hộ cà phê Trung Nguyên, mình thương hai anh chị. Mình cho nên mình làm gì cũng vậy, làm gì làm cũng phải giữ hạnh phúc nha mọi người. Mình cuối cùng là ông xã mình mua mua nhà bên đây, ông xã mình không chịu, nhưng mà mình cũng cũng lì lắm, mà mình đi mua mua, nhiều khi con mình nó cũng không đồng ý, mình cũng cố gắng mình đi mua. Yêu đất nước, yêu Việt Nam, yêu Việt Nam là mình một một lòng thề là yêu đất nước, yêu Việt Nam cho đến trọn đời. Cho nên mình là người Việt Nam, mình phải yêu Việt Nam nha mọi người. Mình phải đi về Việt Nam để mình mua nhà mình ở, sau này chồng con mình về mình ở chung cho vui. Thì cố gắng làm việc gì được thì mình cứ làm, còn cái thời mà mình còn đi còn đứng được ở cả nhà thì mình cố gắng mình làm. Đôi khi già lớn tuổi rồi đi không nổi nữa thì đâu có làm được nữa. Ăn xoài đi. Giờ này 10 giờ mấy, 11 giờ, tôi đã im lặng. Sáng mình ngủ á, 4 giờ mấy mình thức à. Đêm hôm mệt á, đi về ngủ không được á. Ở sân bay đi từ ở Singapore về Hồ Chí Minh 9 giờ mấy về tới Hồ Chí Minh, xong ở trong mình mới ở trong sân bay mới ngủ gà ngủ gật.